Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 14 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố. Điện lực Hưng Yên hỗ trợ khách hàng 200 tỷ đồng tiền điện. Doanh nghiệp, người lao động hỗ trợ nhau vượt khó khăn. Các địa phương tiếp tục xử lý giải tỏa vi phạm trên đất nông nghiệp theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bắt 10 đối tượng tham gia đánh bạc, thu giữ gần 300 triệu đồng tại huyện Văn Lâm. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, xã phường, thị trấn trong tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19. Dự hội nghị có các đồng chí, Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo tỉnh. Hiện toàn tỉnh thu dung cách ly 579 trường hợp, trong đó 67 người tại cơ sở y tế, 138 trường hợp cách ly tập trung, 374 trường hợp cách ly tại nhà. Việc cách ly thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên giám sát sức khỏe và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, giữ gìn an ninh trật tự trong thôn xóm. Việc xét nghiệm những trường hợp trở về từ vùng có dịch và tiếp xúc với người mắc bệnh, nghi mắc bệnh được ngành y tế đẩy nhanh. Thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, 100% số xã thôn đã thành lập chốt kiểm soát. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ đánh giá cao các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 mà Ban chỉ đạo các cấp trong tỉnh đã thực hiện trong thời gian qua. Cách triển khai thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ ở tỉnh Hưng Yên là phù hợp, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và chấp hành. Do đó, thời gian tới, đồng chí mong muốn tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp giãn cách xã hội phù hợp với tình hình thực tế, cách ly các trường hợp trở về từ vùng dịch và có liên quan đến người mắc bệnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy lưu ý. Chúng ta đã thành lập được 36 cái đội phản ứng nhanh. Tôi cũng nghĩ rằng là các đồng chí sẽ quan tâm rà soát lại nhân lực, các cái nguồn lực để 36 cái đội này phải thực sự là tinh nhuệ. Chứ không chúng ta tránh chủ quan là lập 36 đội này ra nhưng rồi chúng ta thiếu rà soát về nhân lực. Có thể nhân lực chúng ta sàng lọc nhân lực tốt hơn. Chúng ta bổ sung nhân lực, bổ sung nguồn lực. Và cái lực lượng này mới là cái lực lượng mà báo cáo các đồng chí là quyết định cho cái trận đánh. Tất nhiên rằng là phải được sự đồng lòng đồng thuận của nhân dân. Hiện nay Hưng Yên của chúng ta đang ở cấp độ 1, tức là cấp độ dưới 10 bệnh nhân. Thì chúng ta cũng cần phải bổ sung những cái nội dung cho cấp độ 1. Tránh cái trường hợp là vì có máy xét nghiệm rồi không cẩn thận chúng ta chủ quan. Tới đây thì chúng ta sẽ thực hiện tốt một số cái chính sách của tỉnh về hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thì về quan điểm chủ trương mức hỗ trợ thì Ban Thường vụ tỉnh ủy đã họp. Điều quan trọng là chúng ta sử dụng có hiệu quả và quản lý tốt các cái nguồn lực ủng hộ cho ban chỉ đạo các cấp. Song song với nó thì chúng ta vẫn phải tổ chức tốt sản xuất nông nghiệp như trồng trọt, rồi phòng chống dịch cúm gia cầm, sản xuất công nghiệp, rồi quản lý các cái dịch vụ an ninh trật tự, quản lý về phòng chống dịch, công tác tuyên truyền vẫn phải tiếp tục đẩy mạnh. Song song với nó thì chúng ta vẫn phải chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khi Bộ Chính trị chỉ đạo công tác đại hội đảng các cấp thì chúng ta phải tiến hành. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng cho biết những kết quả mà tỉnh Hưng Yên đạt được trong công tác phòng chống dịch bệnh thời gian qua mới chỉ là bước đầu. Tình hình dịch bệnh vẫn rất phức tạp nên các cấp các ngành không được chủ quan lơ là, cần tiếp tục dồn lực và xây dựng các phương án cho công tác phòng chống dịch theo hướng lâu dài, tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và các ý kiến của Bộ Y tế, của tỉnh trên tinh thần giãn cách xã hội, đồng chí nhấn mạnh. Tất cả chúng ta là phải làm sao tiếp tục dồn lực cho công tác phòng chống dịch và tinh thần là lâu dài, hiểu đúng được cái chỉ thị 16, không ngăn sông cấm chợ nhưng mà phải làm sao quản lý chặt được di biến động của nhân khẩu từ thôn này sang thôn khác và phải từ huyện nọ sang huyện kia và dứt khoát
là không để dân chúng ta ra khỏi tỉnh làm việc để mang dịch về. Đường sông bến đò đề nghị anh Hải là các chủ tịch huyện là dứt khoát bến đò làm là còn mở đâu, xử phạt nghiêm và tinh thần là ai ở đâu ở nguyên đó. Thế còn trừ đi sản xuất phát triển công nghiệp các lĩnh vực mà nhà nước không cấm, ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã, cấp huyện và đặc biệt là tổ phòng chống dịch rồi tổ kiểm soát cách đi của các xã phải nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động để làm sao mà gì là lốt bất xuất là ngoát bất nhập ra khỏi tỉnh, ra khỏi huyện mình. Chúng ta phải thực hiện kiên trì nguyên tắc mà ngành y tế đã chỉ đạo, trung ương đã chỉ đạo là ngăn chặn, phát hiện, cách ly, bao vây, khoanh vùng và dập dịch. Và tinh thần là gì? Tất cả những người ở nước ngoài về đã cách ly 14 ngày rồi, có giấy phép về rồi là phải tiếp tục cách ly ở gia đình 14 ngày. Đây là ngành y tế có hướng dẫn tất cả các trường hợp ngay ở nhân dân chúng ta mà nếu ai có biểu hiện ho sốt, nhiệt độ cao, viêm họng rồi các bệnh về phổi đều được xét nghiệm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nghiêm cấm các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm COVID-19 theo dịch vụ và nhấn mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh chính là biện pháp hữu hiệu để bảo vệ sức khỏe của mình, của gia đình và cả cộng đồng. Ngay sau hội nghị trực tuyến về phòng chống COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động toàn dân ủng hộ gạo, hỗ trợ hộ nghèo thuộc hộ vùng thiết lập cách ly để phòng chống dịch COVID. Theo kế hoạch, đối tượng vận động là cán bộ công chức viên chức, cán bộ chiến sĩ và người lao động trong các cơ quan đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Hình thức ủng hộ bằng gạo hoặc tiền mặt. Gạo được trao trực tiếp đến đối tượng là hộ nghèo, hộ gia đình trong vùng dịch phải thực hiện cách ly theo quy định thành lập vùng cách ly của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Định mức vận động cán bộ công chức viên chức, cán bộ chiến sĩ và người lao động trong các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang tối thiểu một ngày lương, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ủng hộ với khả năng cao nhất. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh là đầu mối tiếp nhận sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị và tầng lớp nhân dân. Thời gian thực hiện từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5 năm 2020. Hôm nay được các ông chí cho biết tỉnh lại tiếp tục phát động để xây dựng quỹ ủng hộ một số đối tượng chính sách. Tôi rất là hoan nghênh và đồng tình. Và biết tin này, tôi đã vận động gia đình trích một phần kinh phí trong sinh hoạt gia đình để đóng góp cùng với tỉnh để khắc phục khó khăn để chống dịch COVID. Tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng tình và tự giác của toàn dân, cuộc chống dịch COVID của chúng ta nhất định sẽ thành công. Ngay tại lễ phát động, một số cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ với tổng số tiền gần 400 triệu đồng. Trong đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh ủng hộ 100 triệu đồng. Tháng 4 âm lịch tới đây thì Phật giáo chúng tôi có một đại lễ rất là quan trọng, đó là đại lễ Phật đản. Căn cứ cái tình hình dịch bệnh ở Việt Nam đang diễn biến rất phức tạp thì ngay từ cách đây 2 tháng thì Giáo hội chúng tôi đã họp và thống nhất là động viên, hướng dẫn vận động Phật tử là không tổ chức đại lễ ở quy mô tập trung đông người như các năm trước mà dành tất cả tâm thành của mình hướng vào Đức Phật bằng những việc làm cụ thể. Tinh thần ấy thì chúng tôi quán triệt tới các chùa và tăng ni trong tỉnh đều tích cực ủng hộ. Công an tỉnh vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thịnh Long, địa chỉ ở quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, trao tiền và quà cho cán bộ làm việc tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Dự buổi trao tặng có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thế Cử. Đoàn tặng hơn 32.000 khẩu trang kháng khuẩn, hơn 1.000 chai nước sát khuẩn, 2.700 mũ kính chắn giọt bắn, 5.200 găng tay y tế và 52 triệu đồng tiền mặt cho 52 xã thuộc 10 huyện, thành phố, thị xã. Riêng đối với địa bàn thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, nơi đang thực hiện vùng cách ly phòng chống dịch, đoàn tặng 1.000 khẩu trang, nước sát khuẩn, mũ kính chắn giọt bắn, găng tay y tế 8 triệu đồng cho thành viên các chốt và 16 triệu đồng tiền mặt tặng nhân dân thôn Chí Trung. Tổng kinh phí đoàn trao tặng đợt này là 280 triệu đồng. Chương trình thời sự xin chuyển sang những thông tin khác.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương, kể từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, theo ước tính, Công ty Điện lực Hưng Yên sẽ hỗ trợ khoảng 200 tỷ đồng tiền điện cho tất cả các đối tượng khách hàng. Theo đó, giảm 100% tiền điện cho các cơ sở cách ly khám chữa bệnh tập trung, 20% tiền điện cho các cơ sở khám xét nghiệm điều trị, các cơ sở lưu trú bệnh nhân COVID-19. Các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt được giảm 10% từ bậc 1 đến bậc 4, tương đương từ 50 số đầu đến mức 300 số điện năng tiêu thụ. Để hạn chế việc hóa đơn tiền điện tăng cao vào các tháng nắng nóng, ngành điện đề nghị các khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả bằng cách tắt các thiết bị điện khi không cần thiết, không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn, trang bị các thiết bị được dán nhãn tiết kiệm năng lượng, đặt điều hòa nhiệt độ làm mát từ 26 độ trở lên. Được biết, chính sách hỗ trợ và giảm tiền điện sẽ góp phần an sinh xã hội, chia sẻ giúp các khách hàng vượt qua khó khăn khi thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Ngày 8 tháng 4, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41 NĐ-CP về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, sản xuất chế biến thực phẩm, dệt trang phục, da và các sản phẩm có liên quan, chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre nứa, ô tô và xe có động cơ khác, giường tủ bàn ghế đều thuộc diện được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, cơ khí trọng điểm, đáng chú ý, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định số 39/2018 của Chính phủ cũng được hưởng chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Chỉ có 4 loại thuế được gia hạn. Đó là thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân của cá nhân kinh doanh và tiền thuê đất. Số thuế đó là số thuế phát sinh trong thời gian dịch bệnh, không có số thuế mà trước thời gian dịch bệnh. Để được hưởng gia hạn nộp thuế về tiền thuê đất và tiền thuê đất, theo tinh thần nghị định của Chính phủ thì các doanh nghiệp sẽ phải tự đối chiếu xem mình có thuộc đối tượng một trong 5 nhóm theo quy định. Thời gian gia hạn thì là 5 tháng đối thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Tiền thuê đất thì cũng được gia hạn 5 tháng. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã làm cho 35.000 doanh nghiệp trong nước bị dừng hoạt động qua 3 tháng đầu năm. Đây là lần đầu tiên trong một thập kỷ qua số doanh nghiệp dừng hoạt động nhiều hơn số doanh nghiệp thành lập mới. Vì vậy, việc doanh nghiệp, người lao động cùng chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau để vượt khó trong giai đoạn này là hết sức cần thiết. Phóng sự sau sẽ cho chúng ta thấy rõ điều này. Gần 30 lao động thuê trọ ở thôn Chí Trung, xã Tân Quang của nhà máy Kangaroo đang nghỉ làm trong tháng 4 để thực hiện cách ly 28 ngày. Dù bản thân doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn vì ảnh hưởng của dịch, nhưng tất cả lao động vẫn được trả đủ lương trong tháng. Chúng tôi đã chuyển khoản cho công nhân, những công nhân này tạm ứng trước là 2 triệu đồng. Ngoài ra thì chúng tôi đã tổ chức người đến để phát những cái phần quà hỗ trợ cho các công nhân này, bao gồm các cái nhu yếu phẩm thiết yếu hàng ngày và chuyển cả những cái phần quà đóng góp của các anh em cán bộ công nhân viên trong công ty. 82% số doanh nghiệp trong nước được khảo sát có doanh thu 3 tháng đầu năm đều giảm so với cùng kỳ và sẽ còn tiếp tục gặp khó khăn trong những tháng tới khi mà số đơn hàng ký kế tiếp rất ít. Để đối phó, chia sẻ với tình hình khó khăn chung, nhiều doanh nghiệp chọn giải pháp giảm thời gian làm việc từ 8-9 tiếng một ngày xuống còn 6 tiếng và chia ca làm việc theo ngày. Điều này vừa góp phần đảm bảo cách ly xã hội chống dịch theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, vừa đảm bảo có đủ phần việc và thu nhập cơ bản cho người lao động. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với phần vấn đề giảm lương và giảm giờ làm để cùng chia sẻ với cả doanh nghiệp. Sự chia sẻ ủng hộ của người lao động về cắt giảm giờ làm đồng nghĩa với giảm lương sẽ là động lực để các chủ doanh nghiệp nỗ lực phấn đấu tìm kiếm cơ hội sản xuất kinh doanh mới, đồng thời có sự chuẩn bị tốt hơn cho mình để khôi phục sản xuất ổn định trở lại, chủ động đáp ứng kịp thời những đơn hàng được dự báo sẽ gấp về tiến độ cũng như về thời gian khi dịch bệnh được khống chế. Trong những ngày qua, ngoài các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại các thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19, thì tại khu vực nông thôn, các làng nghề sản xuất cũng phải cố gắng cầm cự hoạt động. Ra Tết,
là thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, thì đó cũng là từng ấy thời gian, đống máy sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ này của gia đình anh Lợi ở thôn Phúc Biếu, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào để không. Bình thường, một ngày xưởng của anh Lợi tạo việc làm cho gần 20 lao động với mức lương từ 6 đến 8 triệu đồng một người. Sản phẩm cũng chủ yếu xuất bán cho những khách hàng truyền thống. Khoảng một tháng qua, anh Lợi vẫn sản xuất cầm chừng, nhưng năng suất giảm tới 80% so với lúc bình thường. Không có khách hàng, anh Lợi tiếp tục mở rộng kênh bán hàng online trên trang mạng xã hội. Trước đây thì chủ yếu là làm hàng truyền thống, buôn bán cho các cửa hàng ấy. Thế sau khi dính cái dịch Covid này ấy, thì các cửa hàng cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Thế cho nên là cũng nửa tháng nay là anh em cũng tìm cách là buôn bán qua trang mạng xã hội, ví dụ như Zalo, Facebook, nhưng cũng chưa giải quyết được nhiều lắm. Với gần 1.000 hộ tham gia sản xuất đồ gỗ dân dụng và đồ gỗ mỹ nghệ, hiếm có khi nào làng nghề ở đây lại yên tĩnh đến vậy. Chưa tính đến việc thất thu hàng trăm tỷ đồng, nhưng vấn đề hàng nghìn lao động nghỉ việc cũng đang là mối lo ở địa phương. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người một lao động từ 15 đến 20 triệu đồng một tháng. Là những tháng đầu năm trong thời điểm dịch Covid thì cái sản phẩm tiêu thụ rất là chậm và cái thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng rất lớn. Chúng tôi đánh giá cái khả năng tiêu thụ chỉ bằng 40% so với cùng kỳ năm trước. Nhằm tháo gỡ khó khăn, các cơ sở sản xuất của làng nghề đang tích cực động viên nhau ổn định tư tưởng, duy trì sản xuất ở mức độ vừa phải để giữ vững mặt hàng. Đây cũng là giai đoạn để các hợp tác xã, hộ sản xuất ra soát lại quy trình, vừa ổn định sản xuất, vừa nghiên cứu các mẫu mã mới để những tháng cuối năm có điều kiện sản xuất tốt hơn. Theo kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tháng 3 năm 2020, hộ ông Phạm Toàn Thắng ở xã Thọ Vinh, huyện Kim Động tự ý san lấp mặt bằng xây tường bao làm nhà xưởng trên đất công ích tại thôn Tây Tiến, xã Thọ Vinh. Đây là diện tích 16.500m2 đất nông nghiệp mà xã cho ông Thắng thuê. Ngay sau khi nhận được phản ánh, tháng 12 năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động yêu cầu ông Thắng dừng mọi hoạt động xây dựng. Điện lực Kim Động cắt điện tại khu vực nhà xưởng và yêu cầu tự tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, khắc phục lại tình trạng ban đầu của đất. Sáng ngày 14 tháng 4, hộ ông Thắng tự tháo dỡ công trình vi phạm. Từ đầu năm đến nay, đây là trường hợp thứ hai xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp tại huyện Kim Động được giải tỏa theo kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo kết quả rà soát, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi có 25 trường hợp vi phạm, riêng năm 2019 để xảy ra 12 vi phạm phát sinh mới. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tất cả các trường hợp xây dựng công trình trên đất nông nghiệp cơ bản được xử lý. Với quan điểm chỉ đạo, việc xử lý vi phạm không có điểm dừng, không có vùng cấm, nên xã Bãi Sậy có nghị quyết chuyên đề về nội dung này, thường xuyên đôn đốc nhắc nhở cán bộ chuyên trách, bám sát địa bàn, gắn trách nhiệm cụ thể cho cấp ủy, theo dõi từng thôn xóm, nên các vi phạm được phát hiện và xử lý kịp thời. Gần đây nhất, vào ngày 10 tháng 4, gia đình anh Nguyễn Văn Lượng, thôn Ấp Đồng, làm công trình vi phạm trên đất nông nghiệp. Ngày 11 tháng 4, xã đã tiến hành xử lý giải tỏa. Bên cạnh đó, ngăn chặn kịp thời 10 trường hợp có ý định đổ đất trồng cây lấn chiếm ven quốc lộ 38, đoạn từ thôn Chạy Giáo xã Bế Sậy đến địa phận giáp thôn La Mát, xã Phù Ủng. Hiện nay xã Bế Sậy chỉ còn 2 trường hợp vi phạm kế hoạch số 93A trên đất nông nghiệp thuộc giai đoạn 1 chưa được xử lý. Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 13 tháng 4, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an huyện Văn Lâm bắt quả tang tại xưởng thu mua phế liệu của Lê Văn Thanh, sinh năm 1984, ở thôn Ngọc Lịch, xã Trưng Chắc, một nhóm thanh niên đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa sát phạt nhau bằng tiền. Thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền gần 300 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định 10 đối tượng tham gia cá bạc và đánh bạc, gồm Lê Văn Thanh, chủ nhà, Lê Thị Lý, vợ Thanh, Đặng Văn Thảo, Đặng Tuấn Anh, Đỗ Văn Bình, Đỗ Tùng Dương, Nguyễn Minh Tâm, Đặng Ngọc Tuyền, đều trú tại thôn Khúc Lộng, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang. Chu Tiến Ngọc, chỗ ở hiện nay thôn Du Tràng, xã Vĩnh Khúc và Nguyễn Văn Vượng, trú tại thôn Đồng Trung, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm. Các đối tượng khai nhận do tình hình dịch bệnh nên nghỉ làm đã tụ tập nhau để đánh bạc. Được biết, mỗi đối tượng tham gia đánh bạc phải nộp cho chủ nhà 500.000 đồng tiền hồ. Hiện 10 đối tượng trên
đã bị tạm giữ về hành vi gá bạc và đánh bạc, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi không thực hiện lệnh giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khuyến cáo về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona của Bộ Y tế. Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mắc bệnh khi nói chuyện, ho hoặc hắt hơi. Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong. Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau: giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng, tập thể dục, ăn chín uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe, thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa, tăng cường lưu thông không khí trong phòng, tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm, người có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh không nên đi du lịch đến nơi đông người, cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.